Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Game Hay Thế Giới. Ngày hôm nay, mình lại tiếp tục là một con khủng long. Nhưng lần này sẽ là một con khủng long vô cùng đặc biệt, có khả năng dựa trên gen của sinh vật khác để biến đổi thành một hình dạng thích hợp. Và cụ thể như thế nào, xin mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Câu chuyện được bắt đầu vào cuối thời kỳ diệt chủng của loài khủng long. Tôi là một cái trứng vừa mới được một khủng long ăn chơi đú đỡn là mẹ đơn thân để tôi ra đời. Tuy nhiên, vừa đẻ ra chưa kịp nở thì thiên thạch bắt đầu rơi, giết chúng tất cả các loài sinh vật sống tại thời kỳ bấy giờ. Tuy nhiên thì cái số mạng của tôi may mắn hơn tất cả các loài sinh vật khác. Ông trời đã mở cho tôi một đường sống, trong khi anh chị em bà con cô bác, mẹ của tôi và kể cả ông hàng xóm đều lên bàn thờ ngắm gà khó thăng hết, thì tôi vẫn sống nhăn răng và rơi xuống một vùng biển vô cùng rộng lớn. Chính dòng nước ở đây đã đưa tôi bơi thật xa, bơi thật nhanh và lặn xuống dưới đáy, giúp mạng sống của tôi rất an toàn. Cứ như thế, rất nhiều năm trôi qua, tôi được ủ ấp bởi dòng nước ấm này. Và thiên thạch cũng đã ngừng rơi, tôi lại trồi lên mặt nước để bắt đầu một cuộc sống mới vô cùng lạ lẫm và chỉ có đơn độc một mình mà thôi. Lúc này thì vỏ trứng của tôi cũng bắt đầu nở, tôi cũng nhanh chóng chào đời phải nhìn thấy được ánh mặt trời. Nhưng mà sao nhìn hình dạng của tôi giống như là một con khủng long con bị thiếu muối iốt vậy á. Nhưng cái mặt ngu bà cố luôn. Khoan, ngó xung quanh. Lúc này mọi thứ trên bờ đã thay đổi hoàn toàn, không có cái thứ gì sống được cả. Một vùng đất trống rất rộng lớn, tưởng chừng như vừa mới nở ra tôi sẽ đối mặt với cái vấn đề không có thức ăn. Nhưng ông trời vẫn mở cho tôi một con đường sống nữa. Lác đác xuất hiện vài cái bộ xương khủng long đã bị chết còn sót lại. Những cái xương này cũng có rất là ít dinh dưỡng, nhưng vì quá đói, ở đây chỉ toàn cát với nước biển thôi, tôi không gặm xương thì gặm cái gì bây giờ. Tôi cũng nhanh chóng ăn những cái khúc xương này giống như là chó gặm xương vậy. Nhưng mà các bạn biết rồi đó, thứ gì ăn hoài mà không hết. Thế là tôi cũng càng ngày càng gặm nhiều xương, và số xương trên cái hòn đảo hoang này càng ngày càng ít. Không lẽ đến đây số phận của tôi sẽ kết thúc hay sao? Không, tôi không muốn như vậy. Tôi mong muốn sau này lớn lên trưởng thành, tôi còn gặp thêm một con khủng long cái, và cùng em khủng long cái đó bóp con bạch tuộc kêu. Trong lúc vô cùng tuyệt vọng thì bỗng dưng tôi thấy cái thứ gì đó ở dưới nước thì phải. Ôi trời đất ơi, không ngờ dưới nước lại còn tồn tại một sinh vật khác đang sống hay sao? Là một cái con cá, nó đang mắc cạn. Thế là tôi cũng nhanh chóng đi xuống dưới nước và bắt cái con cá mắc cạn nó lên. Wow, một thứ cá đã tiến hóa về sau này. Tôi cũng nhanh chóng ăn thịt con cá đã tiến hóa từ loài khủng long cổ đại và cho vào bụng. Không ngờ từ con cá này chứa một thứ gen rất đặc biệt từ loài khủng long Spinosaurus, tức là thằng lằn gai. Tôi nhanh chóng tổng hợp thứ gen này và biến hóa cơ thể của mình thành con khủng long kinh khủng đó. Wow! Sau đó lợi dụng sức mạnh của loài khủng long này có khả năng săn mồi dưới nước, tôi cũng nhanh chóng xuống biển và đi bắt cái lũ khá mập đã tiến hóa kia. Nhưng mà khác xa với tưởng tượng là tôi có thể săn mồi dễ dàng, trong thực tế thì lũ cá mập dưới nước này bọn chúng rất là ghê gớm. Bọn chúng thậm chí còn xem tôi là con mồi, bắt đầu bu lại xé xác tôi. Tuy nhiên nhờ cái lớp da rất là chắc chắn và vô cùng dai dẳng của loài khủng long Spinosaurus, tôi có thể chịu được những đòn xé chí mạng của những con cá mập đã tiến hóa kỳ dị này. Thậm chí tôi còn quay ngược lại dùng cái hàm răng đầy nọc độc và vô cùng mỏ thối của mình để cắn, khiến cho con cá mập chết ngay tại chỗ. Cứ như thế, ngày từng ngày trôi qua, tôi lại tiếp tục bơi khắp cái quanh địa hình dưới nước và đi săn lũ cá mập đã tiến hóa này. Một khoảng thời gian rất rất dài, dài đến mức độ tôi không còn biết mình là ai, mình đến từ đâu và mình bao nhiêu tuổi, giới tính là đực hay cái hay là BD. Thì lúc này mọi thứ đã bắt đầu thay đổi, từ địa hình đến những thực vật, động vật dưới biển. Xuất hiện rất là nhiều cây cối và các loài cá khác nhau vô cùng đa dạng. Chắc có lẽ thời kỳ này là thời kỳ nhân loại đã xuất hiện rồi mọi người à. Nhưng tôi vẫn ung dung tồn tại dưới biển và bắt những cái sinh vật này để cho vào bụng và tiếp tục phát triển. Đôi lúc tôi cảm thấy rất là hạnh phúc, nhưng rất là an nhàn và dẫn đến chán ngẩn.
cứ dưới nước và bắt những sinh vật cá này, tôi cảm thấy cuộc đời của mình thật là cô lập và nhỏ bé. Thế là cho đến một hôm, sau khi ăn thật no, tôi quyết định đi lên bờ biển để xem thử mọi thứ thay đổi như thế nào, thế giới con người được hình thành ra sao và bọn chúng có cơ thể như thế nào mà khiến cho tất cả các loài sinh vật khác phải khiếp sợ. Vừa trồi lên mặt nước, cái lũ con người bảo: "Ôi trời đất ơi, một con biến thái, một con dê sàm kia, chạy đi, chạy đi." "Hả? Tôi là khủng long mà, tôi làm gì biết biến thái dễ sợm chứ." Thấy ghét quá, bị đổi thừa on, tôi cũng nuốt vài tên con người. Và thật không ngờ trong cơ thể của bọn chúng chứa một gen của loài ăn thịt dữ tợn khát máu và cơ thể rất là hoạt bát. Thế là tôi cũng nhanh chóng tổng hợp thứ ADN này và cơ thể của tôi biến thành một con T-Rex nửa người nửa khủng long, rất kỳ lạ. Tôi lại tiếp tục trà trộn vào thế giới của con người, hòng bắt thịt con người để thưởng thức. Ban đầu tôi tưởng rằng tôi bước vào cái thế giới nhân loại này, chắc chắn bọn chúng sẽ là nguồn thức ăn dồi dào và mãi mãi cho đến sau này không bao giờ hết. Nhưng tôi lại sai lầm. Ở trong thế giới loài người này, không có chỉ một mình tôi là sinh vật ăn thịt bọn chúng, mà còn có rất là nhiều quái vật khác đang rình rập bắt con người để cho vào bụng. Nhưng liệu khi tôi đụng độ những quái vật đó, chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi sẽ liên kết đồng minh với bọn chúng để bắt con người, hay là tôi sẽ tranh giành thịt với bọn chúng chứ? Cứ như thế, tôi lại tiếp tục bắt những tên con người đang đi bộ để cho vào bụng. Thật là ngon và thật là hấp dẫn, nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tôi bắt đầu đụng độ với cái lũ quái vật cũng đang săn con người, và có vẻ như bọn chúng cũng không chấp nhận tôi trở thành đồng minh cùng săn thịt với bọn chúng. Bọn chúng nhìn thấy tôi tranh giành thức ăn liền muốn xé xác tôi ra, giết chết tôi. Nhưng mà tôi tuy đẹp trai chứ tôi đâu có ngu đâu, tôi đâu có bị hà hiếp bởi bọn chúng. Tôi phải quyết định chống lại. Thế là tôi cũng nhanh chóng lên trên cao và quan sát được có bao nhiêu con quái vật ở khu vực này. Sau đó tôi lựa con quái vật yếu nhất, mặt ngu ngơ nhất để tấn công nó, hòng xé thịt và nuốt nó vào bụng. Bởi vì làm như vậy tôi sẽ xem được những con quái vật ở đây đang chứa thứ bộ gen gì của loài khủng long tiền cổ. Sau đó tôi sẽ tổng hợp gen đó và biến đổi thành loài khủng long khủng khiếp mà bọn chúng đang chứa trong người. Đúng như những gì tôi đã tính toán, tôi cũng nhanh chóng nuốt nó vào bụng. Và rồi, gen của nó chính là loài khủng long tiền cổ Dinotrai. Tôi cũng nhanh chóng tổng hợp cái gen này và thay đổi hình dạng của mình để trở thành con khủng long khủng khiếp, hòng muốn càn quét hết tất cả quái vật ở đây tranh giành con mồi. Wow, giờ thì tôi thật là lợi hại quá đi. Người của tôi to hơn lũ quái vật này gấp đôi, gấp ba vậy. Những cú đấm, những cú hút và những cú tấn công của tôi khiến cho bọn chúng không thể nào tồn tại được. Từng con bị tôi giết chết. Khi thấy những con quái vật đực bị tôi tấn công thì những con quái vật cái ba chân bốn cẳng lo chạy trốn liền. Vậy mà lúc đầu bọn chúng nói rằng bọn chúng sẽ bên nhau trọn đời, sống trọn kiếp với nhau. Nhưng thực tế thấy chồng của mình chết cái lo bỏ chạy để kiếm thằng khác ngay lập tức. Hài, đúng là một lũ quái vật cái vô cùng thực dụng và ham sống sợ chết. Sau khi tiêu diệt hết tất cả các lũ quái vật đang bắt và ăn thịt con người, tôi cảm nhận rằng thế giới bây giờ không hề đơn giản. Trên những cái vùng đất liền này chắc chắn sẽ có những sinh vật dữ tợn hơn. Nên tôi quyết tâm đi tìm bọn chúng, hòng muốn ăn thịt bọn chúng để tổng hợp ra gen của loài khủng long khủng khiếp nhất. Thế rồi tôi cũng đi một mạch vào trong rừng đi lục tìm coi ở khu vực này có con quái vật gì đó hay không. Và đúng như tôi đã nghĩ, thế giới của con người không chỉ có con người mà thôi, mà còn có những quái vật kinh khủng và có những con quái vật phóng xạ còn khổng lồ, còn tồn tại từ thời xưa tới giờ. Trong lúc di chuyển, bỗng dưng xuất hiện một cái thứ gì đó rất gớm ghiếc đứng sừng sững giữa rừng. Tôi cũng đã chạm mặt vào cái thứ đó. Thứ đó bắt đầu dí theo tôi, tấn công tôi. Nó rất mạnh, nó y chang như là một con thằn lằn khổng lồ có đầy sừng vậy. Chưa hết, nó còn phóng ra hơi thở mỏ thối, đầy nguyên tử và nóng muốn chết luôn. Tôi đã chịu không nổi những đòn tấn công nó. Cuối cùng nó đánh cho tôi má tôi nhận không ra luôn. Nhưng thật là may, nó không ăn thịt và giết chết tôi. Nó đã ném tôi vào một cái vùng rừng sâu thẳm hơn nữa. Lúc này tôi giật mình tỉnh dậy. Ôi trời đất ơi, bây giờ tôi phải bỏ chạy mới được. Chứ tình hình này lát nữa gặp nó biết tôi còn sống thế nào nó cũng bẻ cổ tôi à. Chạy mãi, cứ như thế tôi lại bắt gặp thêm một sinh vật khác.
vô cùng to lớn, là một động vật ăn cỏ, chính xác hơn là một con voi ma mút khổng lồ. Ban đầu tôi định né đi đường khác, nhưng tôi chợt nghĩ ra cái khả năng đặc biệt của mình có thể tổng hợp và biến đổi gen để trở thành hình dạng tuyệt vời hơn. Tôi nghĩ rằng con voi ma mút này là thuộc loài động vật ăn cỏ, chắc chắn sẽ chứa loài gen khủng long ăn cỏ ngày xưa. Thế là tôi cũng tiến lại gần nó, tấn công lén nó và hòng muốn ăn được thịt nó để bắt đầu tổng hợp biến đổi hình dạng. Và thật sự đã khiến tôi vô cùng bất ngờ với cái hình dạng rất rất đặc biệt này. Tôi đã chính thức trở thành loài khủng long ăn cỏ. À là màu sâu rệt. Wow, một loài khủng long rất là bự thời tiên sử. Chưa hết, bởi vì tôi đã ăn thịt của con voi phóng xạ này, nên người của tôi cũng đã mang một nguồn năng lượng phóng xạ, khiến cho lớp da của tôi bắt đầu sừng sững, trông rất là gồ ghê, phát ra ánh kim màu xanh, rất là đẹp mắt. Được rồi, đến lúc tôi sẽ quay trở lại trả thù, giết chết cái con thằn lằn phóng xạ đã làm hại tôi lúc trước. Vâng, cuối cùng tôi và nó cũng đã gặp nhau. Tôi và nó đã có một cuộc chiến vô cùng sinh tử. Cơ thể của tôi lúc này không hề nhỏ hơn nó như xưa nữa, mà còn bự hơn nó. Nhưng mà cái con thằn lằn phóng xạ đó, nó có khả năng phóng ra hơi nghiêng thử. Mỏ của nó rất thối, nhưng tôi phải cố gắng lên. Nếu tôi không trả thù lần này thì chắc chắn nó sẽ giết chết tôi, và tôi không còn là con khủng long tuyệt vời biến đổi gen nữa. Tôi cũng cố gắng tấn công, dùng sức mạnh cơ thể của mình, dùng trọng lực rất là nặng, đồng thời cái lớp da phóng xạ giúp tôi có thể chịu được những đòn chí mạng. Cứ như thế, sức lực của con thằn lằn phóng xạ yếu đi. Tôi thừa thắng xông lên dẫm nát nó. Cuối cùng tôi cũng đã hạ được con thằn lằn khổng lồ đó và trở thành sinh vật to lớn dữ tợn tại thế giới này. Vâng, đến đây là toàn bộ nội dung giải trí của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.